Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt với nồi đa năng Envoy Queen. Trong đông y, rong biển được coi là một loại dược liệu rất quý có tên gọi là hải tảo, với một cái tính năng tuyệt vời đó là làm mềm chất rắn, tiêu đờm và lợi tiểu, rất giàu vi khoáng. Có một cái lưu ý khi mà chúng ta ăn rong biển, đối với những người thân hàn hay bị cảm mạo và đặc biệt là bị dạ dày khó tiêu thì rất là nên chú ý khi ăn rong biển. Theo y học hiện đại thì rong biển không những tuyệt vời về các cái vi khoáng của nó mà còn hỗ trợ trong cái việc mà hấp thu sắt. Điều này tương đồng với cả nguyên lý ăn thuận mùa xuân. Và thời điểm mùa xuân là một thời điểm tuyệt vời để giúp cơ thể hấp thu sắt. Như vậy là những món ăn từ rong biển sẽ vô cùng hợp với nguyên tắc của ăn thuận tự nhiên. Mời cả nhà cùng theo dõi Hải Anh thực hiện món rong biển cháy tỏi cho mâm cơm khúc ca mùa xuân. Đây là một món ăn được thực hiện rất nhanh. Để bắt đầu thì mình sẽ cho một chút dầu vào trong nồi. Chúng mình phi thơm tỏi. Mình sẽ cho tỏi vào. Chúng ta sẽ phải lưu ý một cái, đấy là tỏi đối với cả rong biển cháy tỏi này thì cần phải băm ở một cái trạng thái nhỏ đều để khi cho vào dầu thì nó thơm mà nó cũng vàng, hanh vàng, nhưng mà nó sẽ rất là đều, nó không bị cái phần thì cháy và phần thì rất là non. Cái bước này là cái bước rất quan trọng để quyết định cái món rong biển cháy tỏi này có ngon hay không. Chúng mình sẽ cùng đảo nhẹ để cho nó thơm lên. Khi mà tỏi phi thơm ở cái trạng thái hanh vàng như thế này thì đây là cái thời điểm mà mình cho rong biển vào này. Tỏi lúc này đã hết nước, hết mùi hăng và chỉ có mùi thơm thôi. Mình cho rong biển vào, đảo cho nó thật đều lên. Khi rong biển nóng lên thì mình sẽ cho đường và muối. Nguyên liệu để làm món này cũng sẽ hết sức đơn giản. Mình cho có tỏi, rong biển, đường. Và mình trộn đều lên. Cứ như thế này và mình đảo rất là đều tay cho tới khi rong giòn. Lưu ý trong cả quá trình làm rong biển cháy tỏi thì mình đảo ở cái trạng thái rất là nhỏ lửa. Khi rong biển đã nóng giòn như thế này thì là cái món ăn này đã hoàn thành. Mình sẽ cho vừng vào. Rong biển thì đã sẵn sàng để ăn liền ngay rồi. Bây giờ thì cùng Hải Anh phối hợp cái rong biển cháy tỏi này vào món cơm trộn, xem nó đơn giản và dễ dàng như thế nào để cho những ngày xuân bận rộn nhé. Sau khi rong biển cháy tỏi hoàn thành thì chúng ta có thể cho vào trong một cái hộp thật là kín để bảo vệ cái độ giòn, để gìn giữ cái độ giòn của nó. Rong biển cháy tỏi thì cái tính ứng dụng của nó sẽ vô cùng đa dạng. Bạn có thể ăn chơi, ăn liền ngay, hoặc là chúng ta cũng có thể ứng dụng vào một cái món cơm trộn ngũ sắc mà Hải Anh sẽ hướng dẫn với các bạn ngay bây giờ. Từ cái công thức sốt rim kho gốc ở trên màn hình thì bạn sẽ dùng công thức 1:1 để chế ra một cái sốt để món cơm trộn ngũ sắc. Một thìa sốt rim kho và một thìa nước chanh, chanh bạn vắt ra, cho ớt băm vào, thêm một chút tương ớt nếu như bạn thích cái sốt này nó sánh nhẹ. Như khẩu vị cá nhân của Hải Anh thì cái cơm trộn ngũ sắc sẽ được trộn cùng một cái sốt chua ngọt vừa vặn như thế này thì sẽ rất là ngon. Bây giờ thì cùng Hải Anh đi bày cơm trộn ngũ sắc nhé. Với cơm trộn ngũ sắc mà có sử dụng thành phần từ rong biển cháy tỏi thì hôm nay Hải Anh sẽ hướng dẫn bạn làm ra ba cái bát cơm khác nhau. Đầu tiên là chay có dùng trứng. Trứng này thì Hải Anh đã ngâm tương rồi. Cái thứ hai thì Hải Anh sẽ làm cơm ngũ sắc trộn theo với cái dạng gỏi rất là Việt Nam. Còn với cái bát thứ ba thì Hải Anh sẽ làm hơi phong cách Nhật một xíu. Đây sẽ là ba cái phong cách của cơm trộn ngũ sắc ở trong mâm cơm sử dụng gốc thành phần từ rong biển cháy tỏi hôm nay. Với những cái sợi cà rốt và dưa chuột như thế này thì mình có thể trộn cái sốt trực tiếp. Xong rồi là mình đặt lên đây, hoặc là mình sẽ cho lên cơm trước, sau đó thì mình sẽ tưới sốt sau. Với cái bát chay ăn trứng này thì mình sẽ cho nhiều rong biển một chút nha. Còn đây là bát thứ hai thì mình sẽ trộn theo kiểu gỏi Việt Nam một chút nha. Đây mình sẽ trộn với cả hành tím này.
Sau đó thì trộn cái nước sốt này vào cho nó ngấm sơ, nó chín. Thịt bò xào hoặc là thịt bò có thể nó tái như thế này này. Đây là cái thịt mà mình đã sous vide với cả em Quy Queen. Nó đã hồng đẹp như thế này thì mình có thể trộn cùng, mà mình sẽ cho rau thơm vào. Đây, và mình sẽ cho lên đây. Thì cái bát cơm này nó sẽ giống như là một cái bát gỏi của Việt vậy. Đây, và bây giờ thì rong biển. Và đây là một bát cơm hành đã trộn theo kiểu hơi Nhật một xíu. Đấy là bò được cắt ra làm những cái lát rất là mỏng, được tẩm qua xì dầu và ăn cùng với cả hoa lơ luộc cũng như là các loại rau trộn. Và bây giờ thì ba bát cơm đã xong, hành sẽ tưới thêm một chút sốt để khi mà chúng ta trộn cơm lên nó sẽ đậm đà và vừa miệng. Trong ba bát cơm mà hành vừa làm thì bát nào hành cũng thích cả. Tuy nhiên ngay lúc này đối với cái không khí của mùa xuân thì hành lại rất thích ăn một cái gỏi, một cái món ăn mà nó có những cái hương vị của món gỏi trộn thuần Việt, đặc biệt là kết hợp thêm một chút hành tím để giảm mỡ. Cơm trộn ngũ sắc với cái gỏi bò mà trộn hành tím có một cái vị rất là hài hòa, chua, mặn, ngọt, đặc biệt là cuối của miếng cơm có cái tanh nhẹ và rất thơm của rong biển cháy tỏi. Cái mùi, cái vị mà đọng lại cuối cùng của trong cái miếng ăn này, đấy là cái sự thanh nhẹ, thơm, đặc trưng của rong biển cháy tỏi. Khi mà thưởng thức rong biển cháy tỏi thì cái đầu tiên đấy là cái sự giòn rụm của cái miếng rong biển. Một chút cay nhẹ của tỏi, thơm của vừng, tất cả quyện lại cộng với cả cái mùi đặc trưng của rong biển tạo lên một cái món ăn chơi vô cùng thú vị. Vậy là mâm cơm khúc ca mùa xuân của Hánh đã hoàn thành. Hẹn gặp lại các bạn ở trong mâm cơm tiếp theo.